Đời đời
kiếp kiếp quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Quy vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Từ nay cho đến khi nguyện cho con lúc lâm chung, nguyện cho con lúc lâm chung hằng hức từ tim đi lên, hằng hức từ tim đi lên thoát sinh ra nơi đỉnh đầu, thoát sinh ra nơi đỉnh đầu. Con nguyện thấy Đức Phật A Di Đà, con nguyện thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang, hiện thân phóng quang nhiếp đầu cho con, nhiếp đầu cho vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con phát danh là, đệ tử chúng con phát danh là, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Quy vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Từ nay cho đến khi, từ nay cho đến khi con bỏ thân này, con bỏ thân này nguyện cho con lúc lâm chung, nguyện cho con lúc lâm chung hằng hức từ tim đi lên, hằng hức từ thoát sinh ra nơi đỉnh đầu, thoát sinh ra nơi đỉnh đầu. Con nguyện thấy Đức Phật A Di Đà, con nguyện thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang, hiện thân phóng quang nhiếp đầu cho con, nhiếp đầu cho con vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Kính lạy Ba Ngôi Tam Bảo. Kính lạy Ba Ngôi Tam Bảo. Đệ tử chúng con phát danh là, đệ tử chúng con phát danh là, hôm nay phát tâm, hôm nay trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Giờ phút này đây, giờ phút này đây chúng con hành tâm phụng hạnh, chúng con hành tâm phụng hạnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh
tăng, chư hiền bánh tăng, chư lịch đại tổ sư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư Bồ Tát, chư vị thiên lâm bát bộ, chư vị thiên lâm bát bộ, hộ pháp thiện hằng, hộ pháp thiện hằng, và lam thánh chúng, và lam thánh chúng, từ bi quan giác đạo tràng, từ bi quan giác đạo tràng, chứng minh gia hộ cho chúng con, chứng minh gia hộ cho chúng con, nhiếp tâm trì niệm, nhiếp tâm trì niệm, hồng danh A Di Đà Phật, hồng danh A Di Đà Phật, chúng con phát nguyện, chúng con phát nguyện, trì niệm đến không thấy lỗi người, trì niệm đến không thấy lỗi người, không nghe lỗi người, không nghe lỗi người, không bàn chuyện người, không bàn chuyện người, để hỏi câu Phật hiệu, để hỏi câu Phật hiệu, nhập vào tâm con, nhập vào tâm con, an trú trong tâm con, an trú trong tâm con, niệm niệm tương tục, niệm niệm tương tục, nghe biết rõ ràng, nghe biết rõ ràng, chánh niệm phân minh, chánh niệm phân minh, dứt trừ mọi vọng tưởng điên đạo, dứt trừ mọi vọng tưởng điên đạo, hiện tại thân tâm an lạc, hiện tại thân tâm an lạc, khi bỏ báo thân này, khi bỏ báo thân này, tự tại vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, tự tại vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, phóng ngọc hào quang, phóng ngọc hào quang, chứng giám lòng con, chứng giám lòng con, hướng tượng đến con, hướng tượng đến con, gia hộ cho con, gia hộ cho con, thành tựu công phu, thành tựu công phu, vạn sanh tịnh độ, vạn sanh tịnh độ, y như sở nguyện, y như sở Yeah.
Yeah.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ah!
kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không hôn mê. Tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Cho đến lúc lâm chung. Không ham đắm ngũ dục. Không ham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Cho đến lúc lâm chung. Tâm niệm Phật Di Đà. Tâm niệm Phật Di Đà.
lại Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xin đảnh lễ Ngài. Thường xin đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Cho đến lúc lâm chung. Phật Pháp Quang Diệt Độ. Phật Pháp Quang Diệt Độ. Tạng thân A Di Đà Phật.
Yeah.
Phật xin cùng hình đại chúng chúng ta đồng quỳ lên hồi hướng. Hồi hướng a niệm Phật, lạy Phật công đức hữu hạnh vô biên mang bước chạy. Hồi hướng a lỗ nguyện quan giới chư chúng sanh a tâm dạng vô lượng vạn Phật sanh a nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não. Nguyện đăng di huệ chân minh liễu ngộ, nguyện đội chúng các tiêu trừ thế thế vô hạn cầu tăng ta hộ. Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cầu hạnh liên hoa ly bồ màu hoa nai kiết phật ngộ vô sanh văn thời bồ tát di đà từ. Nguyện chỉ thử công đức ma phổ thần cơ nhân niên a na hàm dự chúng sanh a giải tổng thành phật a đà hồ. Nam mô a di đà phật. Phục nguyện Phật tử quan cải cảm ứng vô sai quan giác đạo tràng chứng minh công đức hiện tiền đệ tử chúng đặt cung cái Phật tiền một giả chi hạnh xứng niệm giảng đức học danh a di đà Phật. Xin cho đệ tử chúng con hành tâm nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tịnh độ. Xin hồi hướng đến nhân ngày cúng giáp năm của hương linh Phật tử độ hỷ nguyệt pháp danh Đại Ngọc Liên Phước hưởng họ 85 tuổi mất ngày 12/3/5 nhâm dần. Các hồi hướng đến cho hương linh chàng bé năm mất ngày 13/2/1986 hương linh có hân cận hương dương 44 tuổi mất ngày 17/2/5 Quý Mão hương linh trần nga đan phượng pháp danh diệu học hương dương 45 tuổi mất ngày 25/2/5 Quý Mão hương linh trương văn lai hương họ 39 tuổi mất ngày 12/2/5 Quý Mão hương linh hà văn nghé mất ngày 5/3 âm lịch hương linh quyến hỷ tư mất ngày 26/2/5 Quý Mão hướng họ 94 tuổi và hồi hướng công đức niệm Phật này để cho chư vị quan gia trai chủ cùng cụ quyền thất tổ của chư vị hiện nam tinh nữ Phật tử hiện thì có mặt nơi đây cùng với người thân quyến thuộc của chúng con đã quá vạn trong nhiều đời nhiều kiếp còn kẹt lại nơi hầm trung âm quyền a nương nhờ công đức niệm Phật này mà chư vị hương linh sớm pha mây khai ngộ buôn xả được giảng duyên một giả thi hạnh xưng niệm giảng đức học danh a di đà Phật sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của đức Phật a di đà Phật khởi được lòng hành kính quyền quy Phật quy pháp quy tăng quyền quy vào ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà quyền vãng sanh tây phương cực lạc quốc
tập hồi hướng công đức niệm Phật này cầu an đến cho Phật tử Đào Hỷ Tiết pháp danh Diệu Mai 65 tuổi hồi hướng đến cho Sa Di Ni thích nữ dựng hiền thế gian nguyện hỷ điệp 64 tuổi cặp hồi hướng đến cho Phật tử Quỳnh Hỷ Chi sinh năm 1959 pháp danh Đức Nghĩa và hồi hướng đến cho người hạnh nguyên thuộc của chữ vị hiện nam sinh nữ Phật tử hiện tiền có mặt nơi đây quyền nương nhờ công đức niệm Phật này mà tập bệnh tay ác được tiêu trừ hiện căn tăng trưởng phước tri trang nghiêm quyền nương nhờ công đức niệm Phật này mà tất cả đều kiếp phát khởi tinh tâm quy hướng về ba ngôi tam bảo niệm Phật A Di Đà hiện tại thân tâm an lạc tập bệnh tiêu trừ sau khi xả bỏ bao thân này đồng sanh tây phương cực lạc quốc thử nguyện hồi hướng công đức lành này để cho chư vị hướng linh công linh hướng linh thai nhi và đã đặt chữ hướng linh anh hùng chiến sĩ vĩ quốc dông thân đồng bào tư nạn thập chỉ lỗi cô hồn chúng sanh ngộ sát quyện cho hương linh tất xá mê độ siêu sinh tịnh độ khổ nguyện âm siêu dương hỡi pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh độ qua Yeah.
ni tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chỉ tâm cảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Phước Trí Dị Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Và kế đến đó là những vị tôn còn lại
Thì một lần nữa tình trạng cũng xin thay mặt cho thị Diệu Hiền để tỏ lòng biết ơn và tri ơn thì tỷ Diệu Hiền cũng nhờ ban hậu cần đã sắp xếp để có những món ăn chay tinh khiết xin dâng lên cúng dường cho các chư vị những hữu đồng tu. Thì xin thành tâm kính chúc cho tất cả dùng đường thật là ngon và vô lượng an lạc trong bầu không khí tràn đầy tình yêu thương và sự ấm áp của một đại gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cô hình đại chúng chúng ta đồng hồi hướng quyền đem lòng đức ca này hướng về chúng ta không kịp nữa.